안녕. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình và Ngabi sẽ quay một ngày làm việc ở OC như thế nào nhé. À, Ngabi ơi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 8:29 rồi mày ơi. Ồ, bây giờ chúng ta bắt đi làm nha. Hello mọi người. Từ từ, từ từ. Nhanh em đi tay không mượn đây à? Mới có 8:32 và bọn mình vẫn được muộn 5 phút nha mọi người. Và ngày nào bọn mình cũng phải tít tay thì mới được chấm công nha. Ê mọi người, em đi lấy chổ nha. Ơ thế nội tao với tao đi cất túi nha. Back to world check. Mình vừa nhận được đơn hàng của shipper. Mọi người mua hàng của Oxenzo. Đừng bom bọn mình nha, tội bọn mình lắm. Bây giờ mình sẽ bóc đơn hàng nha mọi người. Quá người ạ.
cái đấy chỉ là một cái giấy bóc quà thôi, và là nát rồi em chắc chắn luôn. Đây là một cái quẻ này. Hết rồi mọi người, hết rồi này. Đây là tất cả đống đồ bom. Các bạn ơi, bây giờ bọn mình bắt đầu giao ca sáng và ca chiều nha. Đây là các bạn, Ngapi đang... Các bạn ơi, bây giờ đã đến ca chiều rồi. Và công việc đầu tiên của ca chiều đó chính là lau gương, để cho các bạn có một góc check-in thật là sạch và đẹp. Xin chào tất cả các bạn, đây chính là công việc đầu tiên mỗi khi ca chiều đến. Và nếu các bạn tò mò một ngày làm việc của Oxen sẽ như thế nào thì hãy tiếp tục xem đến cuối clip nhé. À mà khoan đã, các bạn đã biết cách lau kính chưa? Để lau được một cái kính thật sạch, chúng ta cần có những dụng cụ như là cần gạt này, xịn kính này, một miếng mút, một chiếc rẻ để lau gạt đi những vết bẩn nhé. Bước đầu tiên là phải xịn này. Sau đấy dùng miếng mút để rồi gạt một đường thật là mạnh xuống. Sau đó chúng ta sẽ dùng những chiếc giày này để lau đi, rồi lại tiếp tục làm tiếp nhé. Ta da, ôi nhiều vãi. Các bạn biết không, bọn mình phải kiểm hết đống con chim mới bay này đấy. Các bạn có biết thế nào là sống chung lụa không? Là thế này chứ còn sao nữa. Chú lên này. Mấy mà Nhìn nó không muốn sống hẳn luôn á. Alo, ông sẽ xuất xin nghe. À, nhân viên chủ láng á. Ok nha. Các bạn ạ, lúc nãy cơ sở 58 chủ láng có gọi điện cho mình hỏi xem là bên cơ sở 250 Kim Ngưu có còn những mẫu scrunchie hot không. Nhưng mà thật không may là bên cơ sở 250 Kim Ngưu lại đang tạm hết những mẫu scrunchie hot như vậy rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến phòng Slam, cũng là nơi may ra những chiếc scrunchie hot như vậy nhé. Như thế này này các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi nha. Chị ơi, cơ sở Chùa Láng có order bọn em quan chị. Em quay chị. Chị ơi, cho em order quan chị. Chị ơi, quan chị gì? Quan chị hoa cúc. Cúc đen hay cúc trắng? Cúc đen, cúc trắng. Đen sao không có. Cúc trắng. Bao nhiêu cái? 20 cái chị ạ. Trưởng phòng nha, order trưởng phòng. Chị Tẩu ơi, cho em 20 cái con chi cúc trắng. May cho mày nhá, vừa may xong. Ôi may quá. Còn gì nữa không? Và mẫu số 1, số 2 ạ. 1, 2 hoa hay là kẻ? Kẻ đi chị. Kẻ thì quá. Kẻ đi chị ạ. Chị ơi, chị may cho đẹp vào nhá. Tao đã bao giờ may xấu chưa mày? Đây đúng không? Hai con này đúng không? Vâng. Bạn chờ tôi tí nhá. Này, may đi bạn ơi. Các bạn ơi, đây là phòng Slam, cũng là phòng mà may như ra những mẫu scrunchie của bên Oxen ạ. Mọi người ơi, chị Mai ơi. Yeah. Xin giới thiệu với mọi người, đây là team... Team gì? Có một chị đang gọi là cũng đang sống trong nhung lụa. Chị có phát biểu là chị có cảm thấy sung sướng không chị? Sướng. Sướng như thế nào ạ? Cái đấy là cái gì ấy chị? Idol của tao đấy. Đây là đấy, Park Chan Yeon. Chị thấy anh ấy là diễn viên hay là ca sĩ hả chị? Anh ấy là ca sĩ. Thế chị là fan thì chị có thể hát một bài cho mọi người nghe được không? Cái bài gì mình không nhảy nhỉ? Quay xót. Em đứng lên nhảy đi, đứng lên nhảy đi. Chị có thể cho mọi người xem một điệu nhảy không? Thôi, mày đừng quay tao nữa. Thôi chứ con điên rồi. Các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những mẫu vải mà team may có. Mày biết cái gì mà giới thiệu? Thì em thấy nó ghi ở đây thì em giới thiệu thôi. Đây nhá, đây là khăn banana này. Không phải, cái đấy banana. Tao may hết rồi, đấy là vải cưới đấy nhầm. Thế á?
Thực ra là mình cũng chẳng biết gì đâu, nhưng mà mình cứ giới thiệu cho các bạn xem thôi. Ở đây có rất là nhiều mẫu vải của Squanchy này. Tôi hết rồi. Tí nữa chị Thảo gấp lại hộ em nha chị nhá. Chị Hằng. Chị đang làm gì đấy? Not me. Các bạn ơi, mình đã order Squanchy ở bên ở phòng nhà giữa rồi. Và bây giờ mình hãy cùng vào shop nha. Đây là những mẫu Squanchy hot của bên Ốc Sên vừa mới may xong cho chùa láng. Rất là nhiều mẫu đẹp. Phòng slam và phòng may có rất là nhiều thứ hay ho. Nếu như các bạn muốn mình làm một clip riêng về phòng slam và phòng may thì hãy comment ở dưới cho bọn mình biết nhé. Và clip một ngày đi làm việc ở Ốc Sên của bọn mình đã kết thúc tại đây ạ. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe trong kênh YouTube của Ốc Sên Shop để chúng mình có thêm nhiều động lực ra những clip tiếp theo nhé. Và cuối cùng, tạm biệt và hẹn gặp lại. Gần chưa chị? Rồi. Phòng slam và phòng may có rất là đơn. Tao tưởng chị chưa quay. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.